Phụ kiện Hoa Thiên Phát xin chào tất cả các quý khách hàng thân yêu của Hoa Thiên Phát. Thì ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến các anh chị hoa sáp 4 lớp nha các anh chị. Hoa sáp 4 lớp, mời các anh chị lại đây ạ. Hoa sáp 4 lớp này các anh chị ha. Đấy. Rất là đẹp ha. Thì hoa sáp 4 lớp này mình lên hoa, bó hoa rất là đẹp nha anh chị. Lên hoa bó hoa rất là đẹp. Lên hoa bó hoa rất là đẹp nha các anh chị nhá. Các anh chị ơi, mình đặt hoa sáp á, thì mình nhắn tin cho đội ngũ của Hoa Thiên Phát chúng em nha các anh chị nhớ nha các anh chị ơi. Mình đặt hoa sáp thì mình nhớ ngay đến đội ngũ của Hoa Thiên Phát bên em nhá, để đặt bên em cho có giá tốt, mà dịch vụ của bên em cũng luôn luôn cải tiến để phù hợp với tình hình kinh doanh đó. Cho nên là các anh chị cứ nhắn tin và đặt hàng nhé các chị ha. Hoa sáp 4 lớp thì có rất là nhiều màu. Ở đây em có hai cái màu hồng màu đỏ để em quay cho các anh chị xem thôi, còn ở xưởng bên em có rất là nhiều màu nhé các anh chị. Đấy. Và hàng hoa sáp 4 lớp này cánh dày thơm rất là đẹp nhé, anh chị cứ nhắn tin cho đường của Hoa Thiên Phát nhé các anh chị. Thì ngoài hoa sáp ra thì bên em có rất là nhiều loại phụ kiện khác nữa. Và khi mà các anh chị nhớ rằng là khi mà mình cần đặt giấy, gói hoa, lụa lưới, ri băng và xốp cắm hoa như là phụ kiện cắm hoa, thì hãy nhớ ngay đến phụ kiện Hoa Thiên Phát bên em nha các anh chị. Hãy nhớ ngay đến phụ kiện Hoa Thiên Phát bên em và hãy nhắn tin cho đội ngũ của Hoa Thiên Phát bên em. Chúng em sẽ hỗ trợ các anh chị lên đơn hàng cũng như là phục vụ các anh chị, giao hàng đến tận nhà của các anh chị. Và điều quan trọng ở đây là Hoa Thiên Phát chúng em luôn luôn là những người đáng tin cậy để hỗ trợ các anh chị trong việc mua hàng, hỗ trợ các anh chị trong việc vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ các anh chị trong việc đưa hàng đến tận nhà các anh chị, và các anh chị có sản phẩm kịp thời để cho mùa lễ sắp tới của mình một cách bội thu. Và nhớ follow kênh của phụ kiện Hoa Thiên Phát, chúng em luôn ở đây chờ các anh chị chốt đơn. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều.